Khi lời nói không khiến tài xế trong ô tô ra ngoài, người đàn ông mặc áo trắng trong đoạn clip này liền đổi cách tiếp cận. Ông này cầm khúc xương bò dài khoảng 40cm đe dọa tài xế, sau đó đập vỡ kính xe. Quá đáng hơn là khi tài xế xuống xe, người này đã nắm tóc, ép tài xế quỳ xuống xin lỗi. Tối 11 tháng 8 năm 2024, thông tin từ Công an thành phố Thủ Dầu Một tại tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đã tạm giữ người đàn ông trong vụ việc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, camera của nhà dân trên đường Nguyễn Chí Thanh tại phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ghi lại vụ việc người đàn ông đi trên ô tô 4 chỗ đã chặn xe 7 chỗ chạy cùng chiều, rồi lấy khúc xương khô bên đường đập vỡ kính, đe dọa tài xế. Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra, xác định người đàn ông dùng khúc xương khô đe dọa tài xế là ông Trần Tấn Phong, 46 tuổi, ngụ phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Qua xác minh ban đầu, vào trưa cùng ngày, ông Phong chạy ô tô 4 chỗ trên đường Nguyễn Chí Thanh. Khi chuẩn bị rẽ vào đường Lê Chí Dân tại phường Hiệp An, xe của ông Phong chạy phía sau xe 7 chỗ, do một nam tài xế điều khiển. Do anh này lái ô tô 7 chỗ, chạy hơi chậm, nên ông Phong cho rằng tài xế cản trở xe của mình rẽ vào đường Lê Chí Dân. Lúc này, ông Trần Tấn Phong vượt xe lên rồi chặn đầu xe 7 chỗ, buộc nam tài xế phải cho xe chạy lên vỉa hè. Sau đó ông Phong cho xe ép sát xe 7 chỗ, rồi xuống xe chửi bới nam tài xế và lấy một khúc xương khô trên vỉa hè đập vỡ kính ô tô tài xế này. Mặc dù nam tài xế đã van xin và nhiều người can ngăn, nhưng ông Phong vẫn cầm khúc xương đe dọa, buộc anh phải quỳ xin lỗi. Lúc nam tài xế chưa quỳ, ông Phong nắm tóc đe dọa. Trước sự đe dọa của ông Phong, anh này buộc phải quỳ xin lỗi. Đoạn clip sau đó được tung lên mạng xã hội và công an đã vào cuộc xác minh, đồng thời triệu tập ông Phong đến trụ sở để làm rõ. Công an thành phố Thủ Dầu Một đã tạm giữ ông Trần Tấn Phong để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản và làm nhục người khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện số 78 yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét tại khu vực Bắc Bộ. Theo công điện, từ tháng 7 đến nay, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu tại nhiều nơi, thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, nhà cửa của người dân, công trình cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Từ đêm ngày 10 đến sáng 11 tháng 8 năm 2024, tại hầu hết các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 11 đến ngày 15 tháng 8, tại Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm, có nơi trên 400mm. Do vừa qua đã liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đã bão hòa nước, nước trên các sông suối đang ở mức cao, nên khả năng cao sẽ xuất hiện lũ trên các sông suối, đặc biệt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, trung du và các vùng sườn dốc, ngập lụt sâu tại các khu vực thấp, trũng đô thị. Để chủ động ứng phó với đợt mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong khu vực bị ảnh hưởng, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với thiên tai, đặc biệt là nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Cụ thể, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố gồm Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục chỉ đạo rà soát kỹ các khu dân cư, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống ngập sâu, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, kiên quyết di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Các địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ trên địa bàn, chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó đặc biệt lưu ý công tác truyền thông, bảo đảm mọi người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, nắm được thông tin về nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.
Các địa phương cũng phải tổ chức kiểm soát, hướng dẫn giao thông trong thời gian xảy ra mưa lũ, nhất là việc đi lại qua ngầm tràn, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, khu vực nước ngập sâu. Thủ tướng yêu cầu chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ xảy ra chia cắt khi mưa lũ lớn, sạt lở đất, ngập lụt để kịp thời thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khi có tình huống. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng Thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó theo quy định. Bộ trưởng các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét theo quy định, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất, bảo đảm an toàn giao thông và kịp thời khắc phục nhanh sự cố trên các trục giao thông chính. Bộ trưởng Quốc phòng, Công an chỉ đạo Công an các địa phương, các quân khu, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, chủ động phối hợp với các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ, chủ động sơ tán sớm, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu của địa phương. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8 năm 2024, thông tin từ Công an huyện Quỳ Châu tại tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Vi Văn Nhập, 41 tuổi, ngụ xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, và Phạm Thị Tuyết Trinh, 36 tuổi, ngụ xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, để điều tra về hành vi mua bán người. Theo tài liệu của cơ quan công an, Nhập và Trinh là hai nghi phạm đã thực hiện nhiều vụ dụ dỗ lừa đưa người Việt Nam sang khu Tam Giác Vàng tại Lào để bán cho các ổ nhóm hoạt động tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội. Trước đó, công an huyện Quỳ Châu phát hiện nghi phạm Vi Văn Nhập thường tìm kiếm những thanh niên tại các huyện miền núi ở Nghệ An để đưa ra nước ngoài làm việc trái phép. Qua xác minh, lực lượng công an xác định Nhập là một chân rết quan trọng trong đường dây mua bán người sang đặc khu Tam Giác Vàng để làm việc bất hợp pháp do nghi phạm Phạm Thị Tuyết Trinh cầm đầu. Nghi phạm Trinh lấy chồng, sinh sống ở nước ngoài và là đầu mối cung cấp lao động làm việc cho các ổ nhóm hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Không chỉ ở nước ngoài liên kết với các chân rết trong nước, nghi phạm này còn về Việt Nam để tìm người đưa sang bán cho các ông chủ. Trong khi đang điều tra vụ án, Công an huyện Quỳ Châu tiếp nhận đơn trình báo của một người đàn ông bị hai nghi phạm này lừa bán qua biên giới. Sau khi bị bán và bị thúc ép thực hiện các hoạt động lừa đảo, người này trốn thoát được khỏi khu Tam Giác Vàng và dùng bè xốp bơi liên tục 8 ngày đêm dọc theo sông Mekong và may mắn được người Việt Nam làm ăn ở Lào giúp đỡ trở về quê. Thưa quý vị, sau 4 tháng điều tra, lực lượng công an phát hiện nghi phạm Phạm Thị Tuyết Trinh về nước và đã bắt giữ nghi phạm này ở Lào Cai. Cùng thời điểm đó, nghi phạm Vi Văn Nhập cũng đã bị bắt giữ tại huyện Quỳ Châu. Hiện vụ án đang được Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục điều tra mở rộng. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.